em xin chính kính chào thầy, xin kính chào toàn thể các anh chị ạ. Em là Hạnh, tổng thư ký của Hercules Chapter ạ. BNI thuộc vùng của giám đốc Phạm Thành Long, thuộc BNI Hà Nội 6 ạ. Lần đầu tiên thì em tham gia vào Chapter thì đến thời điểm hôm nay thì cũng được gần nửa năm ạ. Và 2 tháng đầu thì gần như em không biết mời khách và em không tự tin trong việc mời khách. Em nghĩ rằng là rất là khó khăn, bởi vì là khi mà khách hàng dậy sớm từ 4-5 giờ sáng để đi đến một cuộc họp có mặt lúc 6 giờ và với một trang phục lịch sự mà mời các giám đốc đến thì em nghĩ rất là khó khăn, nên gần như thời gian đầu là em không mời được khách. Mất 2 tháng đầu là em không mời khách và KPI của em là bị đen, thì em cái thời điểm đó thì em cũng không biết sử dụng thành thạo các công cụ phụ của BNI, cũng không biết khai thác các công cụ, thì KPI bị đen thì em cũng không biết là đen là cái màu mà nó tệ nhất trong BNI. Thì đến khi bạn cùng vào với em là bạn Tuệ Minh, chủ tịch hiện giờ, thì KPI của bạn Minh là đỏ. Thì em nghĩ rằng là bạn Minh kém hơn em, và em còn nhắc bạn Minh là Minh phải cố gắng lên, sao lại để KPI đỏ như thế. Thì phải cố gắng lên để không bị đỏ nữa. Sau đó thì em mới biết là KPI đen là KPI tệ nhất trong BNI. Sau đó thì em được giám đốc Phạm Thanh Tùng và giám đốc Lê Văn Trường hỗ trợ em và hướng dẫn em sử dụng các công cụ BNI, cũng giống như là hướng dẫn em là kết nối kinh doanh và mời khách, định hướng phát triển của doanh nghiệp mình trong BNI. Sau đó em được tham gia học lớp sứ mệnh lãnh đạo tại Phú Quốc, và lần đầu tiên em được gặp giám đốc Phạm Thành Long và cùng ngồi cùng với các anh chị trong Hercules Chapter cùng với các giám đốc. Em được tiếp cận và được ngồi cùng với giám đốc Phạm Thành Long. Từ đó trong các cái hoạt động của sứ mệnh lãnh đạo thì em thấy chapter em có rất là nhiều điểm mà yếu, nhất là kể cả với mời khách lẫn phát triển về số lượng thành viên tham gia họp rất là ít, và kể cả đi học sứ mệnh lãnh đạo chúng em chỉ có 3 thành viên tham gia, rất là ít so với các chapter khác. Thì em tự nhận thấy rằng là cái nhiệm vụ của mình khi trở về là mình phải mời khách đầu tiên, bởi vì là mời khách không chỉ là để phát triển về số lượng thành viên, và chúng em đã cam kết trong sứ mệnh lãnh đạo là chúng em sẽ phát triển lên 53 thành viên vào cái thời điểm đó. Sau đó thì em bắt đầu mời khách. Mời khách thì đầu tiên là em chỉ mời những người thân quen và đã từng có những cái mối quan hệ thân thiết và em đã giúp đỡ họ trong cuộc sống rất là nhiều. Đó là các giám đốc doanh nghiệp và các mối quan hệ mà trước đây họ đã rất là tin tưởng mình. Thì bắt đầu mình kết nối để mời người ta tham gia vào những buổi họp của Hercules Chapter. Em đã mời được rất là nhiều khách, nhưng mà rất là tiếc là bởi vì cái thời gian đó thì chapter em hơi yếu, nên là cái lượng khách mời em mời có những cái buổi họp là cũng gần ngang ngửa với cả thành viên trong chapter. Nên là em thấy rằng là phải mời khách, bởi vì thành viên ít quá nên phải mời khách thì buổi họp của em nó mới năng lượng. Và em cũng muốn là trao cơ hội kinh doanh, kết nối kinh doanh cho các anh chị em trong chapter em cũng như là khách mời của em để có những mối quan hệ giá trị. Em chính là người đã sử dụng các sản phẩm của thành viên trong Hercules Chapter cũng như một số sản phẩm của các thành viên của chapter khác. Em trải nghiệm đầu tiên và sau đó em thấy những sản phẩm chất lượng thì bắt đầu em kết nối với các tệp khách hàng bên ngoài và kết nối với các mối quan hệ bên ngoài, cũng giống như là tạo điều kiện cho các anh chị em trong chapter mình có cơ hội kinh doanh, cũng giống như là tạo điều kiện cho những thành viên bên ngoài người ta biết được chất lượng của BNI, là những sản phẩm trong BNI có những sản phẩm rất là tốt, rất là chất lượng mà bên ngoài thị trường không có. Cũng giống như một số sản phẩm mà em đã sử dụng rồi thì thực ra trong ngoài thị trường là không hề có, nên em rất tự hào với các sản phẩm của các anh chị em trong BNI, thế nên em rất là tin tưởng. Và có những sản phẩm em sử dụng thì đúng là ở ngoài là không bằng thật, và có những giống như cái sản phẩm mà của anh Du Lức Khoáng ấy ạ, là em gần như bây giờ là em biết đến và em đã sử dụng hàng ngày ở cơ quan cũng như ở nhà, cũng như khách đến nhà em là em cũng tiếp khách hoàn toàn bằng nước khoáng của anh Du. Dạ vâng ạ. Có những khách mời mà em mời được là họ di chuyển khoảng 450 cây ra để dự một buổi họp với Hercules Chapter vào 6:30 sáng tại 38 Bà Triệu, và gần như đường đi họ cũng không hề thạo, và gần như em phải hỗ trợ rất nhiều khách mời để họ đến được buổi họp. Và cái cách mời khách của em thì cái mục đích ban đầu, câu hỏi là mời khách ở đâu ấy, lấy khách đâu mời nhiều vậy? Dạ, bởi vì bây giờ mình đứng nhất Việt Nam cơ mà, có phải là mình thường đâu. Em cũng xin chia sẻ luôn là thưa em... các bạn là bạn này không phải nhất Việt Nam đâu, vào thời điểm hiện tại là quán quân thế giới đấy, không phải đùa đâu ạ. Cho nên là các anh chị vỗ tay cổ vũ cho bạn này, bọc đấy, vỗ tay cổ vũ cho bạn này ạ, quán quân thế giới ạ. Câu hỏi là lấy khách ở đâu mời hay vậy? Dạ vâng ạ, em cũng xin chia sẻ luôn là trước đây là em đã có 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực làm kế toán của ban quản lý dự án. Em cũng đã từng có mối quan hệ với các chủ doanh nghiệp về xây dựng ạ. Và thứ hai là em đã làm về môi trường kinh tế và thương mại của phối hợp với các sở công thương, cũng có mối quan hệ liên kết với cả các về thương mại của các chuỗi siêu thị, và cũng giống như là các cái chuỗi mà của bên sở công thương quản lý về chợ, về các cái chuỗi thương mại về chợ ạ.
Và cái thứ ba là em cũng đã từng phối hợp với bên quản lý thị trường ạ. Thì tức là em cũng có đối tượng là từng đi tham gia kiểm tra các cuộc quản lý thị trường, phối hợp với bên quản lý thị trường. Thì em cũng đã từng đi kiểm tra các công ty và các nhà hàng khách sạn, cũng nhiều cái cuộc họp bọn em cũng đã từng đi kiểm tra. Và sau đó em lại có 3 năm kinh nghiệm sang bên phòng tài chính kế hoạch của huyện. Và sau đó em lại có thêm 3 năm kinh nghiệm bên ban dân tộc thành phố. Hiện tại bây giờ em đang có 60, gần như là trên các tỉnh thành của cả nước, là hàng năm bọn em đều đi kết nối, giao lưu với các tỉnh thành trên địa bàn cả nước ạ. Vâng. Thì là em cũng đã làm, hiện tại bây giờ em đang cũng là có hơn 10 năm kinh nghiệm trong các cái công ty. Khi vào BNI thì cái việc đầu tiên mà khi người ta kết bạn với em sẽ hỏi người ta đầu tiên là anh có kinh doanh gì không, chị có kinh doanh gì không, anh chị có phải là giám đốc đứng tên trong đăng ký kinh doanh không. Nếu mà họ trả lời tôi những cái câu hỏi là có, họ là giám đốc chủ doanh nghiệp, thì bắt đầu tôi kết nối và tôi trao đổi một số nội dung về thông tin mà họ đang kinh doanh. Sau đó tôi nói đến những cái lợi ích mà họ tham gia BNI và họ có một môi trường kết nối toàn cầu. Ở đây họ có thể quảng bá thương hiệu sản phẩm của họ và kết nối kinh doanh những mối quan hệ giá trị mà bất kỳ một doanh nghiệp nào nếu mà muốn phát triển đều phải vào BNI hết. Nếu như khi mà các anh chị đã vào BNI trước đây thì tôi cũng thấy nhiều người nói rằng là BNI giống như một mô hình đa cấp và cũng nói rằng là BNI không chất lượng, họ hoạt động không hiệu quả. Nhưng đến thời điểm này tôi ngẫm thấy rằng những người nói mà không chất lượng, không hiệu quả là những người đã không hiệu quả và không hoạt động được trong BNI. Đấy là những doanh nghiệp không đáp ứng được các điều kiện trong BNI đã bị loại. Thế nên tôi khẳng định rằng là những doanh nghiệp đã tồn tại được ở trong BNI mà KPI xanh thì là những doanh nghiệp cực kỳ chất lượng, và những mối quan hệ đó thì chúng ta duy trì và phát triển để xây dựng một BNI khỏe mạnh, vững mạnh và có uy tín, để cho bất kỳ một doanh nghiệp nào khi bước chân vào BNI cũng tự hào mình là thành viên BNI, mà không phải bất cứ ai có thể tham gia BNI cũng được. Chính vì thế nên ngay từ cái việc mới khách tôi đã rất là chọn lọc là những người thân của tôi, những người bạn bè của tôi và những người mà tôi thực sự tin tưởng, tôn trọng những mối quan hệ đó, và chất lượng sản phẩm của họ tuyệt vời thì tôi mới giới thiệu vào BNI, còn không thì không bao giờ làm bạn được với tôi. Đấy là cái việc mà tôi cũng đã lựa chọn trong việc mời khách, mà khách mời cũng rất là uy tín. Tôi mời gần như là 70 đến 90%, có những lần là 100%, có những lần hơn 100%.